trong chuyến công tác đầu năm Đinh Dậu tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết và nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam. Cùng đi với Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương và quân khu 5. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được nổi bật về kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, từ một tỉnh nông nghiệp đã chuyển sang công nghiệp và dịch vụ, và từ một tỉnh thu ngân sách mỗi năm chỉ có hơn 120 tỷ, đến nay Quảng Nam đã vượt qua con số hơn 20.000 tỷ và trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố trên cả nước đóng góp cho ngân sách trung ương. Tôi thì chân thành chúc mừng những thành tích vượt bậc của các đồng chí trong năm qua và đặc biệt năm 2016, và mong muốn rằng các đồng chí có quyết tâm hơn nữa, chương trình hành động hơn nữa và ý chí cao hơn nữa để thực hiện tốt cái nhiệm vụ 2017, một năm đầy thử thách khó khăn mà các đồng chí là một địa phương trọng điểm trong phát triển ở miền Trung, mong là các đồng chí nhiều hơn, cố gắng hơn để đóng góp chung cả nước và đặc biệt đưa tỉnh Quảng Nam phát triển bền vững hơn nữa. Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ. Trong đó, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch, dịch vụ, sớm hình thành trung tâm du lịch của cả nước. Muốn vậy, Quảng Nam cần phải có thể chế, cơ chế phát triển và thu hút đầu tư, đồng thời phải có bộ máy cán bộ xứng tầm, biết tiếp cận, lắng nghe dân và có chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững.